Nay mình sẽ review câu chuyện Vợ Hiền được nằm trong cuốn sách Xưa và Nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review bông tắm màu nâu. Bông tắm màu nâu này của mình sẽ có một bên là màu trắng và một bên là màu nâu, màu xám ấy. Khi các bạn mà cho cái công dụng của một cái em bông tắm này là khi chúng ta cho cái sữa tắm vào, chỉ cần cho một cái lượng rất là nhỏ, chúng ta vo cái bông tắm này sẽ tạo bọt rất là tốt. Và cái bông tắm này của chúng ta sẽ có một cái công dụng làm sạch các tế bào chết ở trên da của chúng ta, được lấy đi rất là nhẹ nhàng. Vợ Hiền có một anh nọ mới cưới vợ rất bực mình khi thấy anh bạn hàng xóm cứ lui tới trò chuyện thân mật với vợ mình. Anh ta phát ghen, nhất định hỏi thằng mè có tình ý với vợ tao hay sao mà cứ đến dù dề hoài thế kia. Anh hàng xóm chối lia lịa: mè nghĩ quấy cho tao rồi, vợ mè có cảm tình với tao thật, nhưng vợ mè là người vợ Hiền đứng đắn, thật tình yêu mè. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Thánh Lầm được nằm trong cuốn sách Xưa và Nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Mặt Đỏ được nằm trong cuốn sách Xưa và Nay. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review khối Rubik 6x6. Khối Rubik 6x6 này của mình sẽ có tổng cộng là 6 màu. Màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu vàng, màu cam và màu đỏ, màu trắng. Cách lắp ghép của cái này thì khi các bạn mà đã hay sử dụng đến cái Rubik 2x2 và 3x3, 4x4 thì đã có biết các công thức thì các bạn có thể là lắp rất là dễ dàng cái sản phẩm này. Nhiều bạn đã học được công thức ở trên mạng ấy. Lắp Rubik này không phải là chỉ có để giải trí ấy đâu, mà chúng ta còn phải thêm cả phần tư duy nữa thì mới có cách để lắp cho mấy cái hình này được chuẩn vào với nhau. Đấy là một cái trò chơi luyện tập trí tuệ rất là tốt cho các con. Thánh Lầm. Một bà có hai cô con gái, cô chị lấy chồng cả năm mà không có tin mừng, còn cô em thì chưa chồng. Bà muốn có cháu để bế vòng đến một ngày, đến một đèn thiêng để khấn vái. Bà khấn nhăng cầu xin thánh linh cho con của con mau có con. Mấy tháng sau khi biết con có bầu, bà hoảng hốt kêu lên: thánh linh thiêng thật,
Nhưng ngài lầm rồi. Đoạn bà lẩm bẩm, tại mình quên là phải cầu cho con chị, thánh tưởng mình cầu cho con em. Chào mừng các bạn.